thấy cái da của mình là có lỗ chân lông ha. Dạ đúng rồi. Rồi đồng thời là có mụn này, có sẹo thâm. Thực ra là sẹo thâm để lại cho thành mụn phải không? Đối với lại cái lỗ chân lông lớn của em thì em có thể sử dụng dịch vụ R6 Plus. Tại vì trong đây là cái kết hợp của công nghệ R6 với cái thành phần được sử dụng là radio frequency với lại nano fractional. Thì cái nano fractional này thường thường khi mình nghe nói cái laser mà fractional đó, là nó sẽ đi sâu, nó làm tổn thương da. Nhưng mà thế hệ mới này lại không làm tổn thương da nhiều. Và đồng thời nữa là trong cái quá trình mà đưa những cái sóng vào thì lại có những cả cái sức nóng của radio frequency nữa. Thì nó kết hợp giống như vừa thêm ma mà vừa laser mà vừa lăn kim, nó kết hợp tất cả vô với nhau trong một công nghệ nó ưu việt vậy đó. Thì khi nó điều trị như vậy, thứ nhất là cái da của em nó cũng được tăng collagen elastin trên cái bề mặt trên của da, là mất thượng bì chứ không phải lớp hạ bì nha. Nhưng mà đồng thời nữa, cái quan trọng là nó giảm cái lỗ chân lông cho em. Thậm chí có những người sẹo rỗ mà điều trị được nữa, mà là nó lỗ chân lông nó được cải thiện rất là tốt. Ok, vậy là có gì mình soi da là mình điều trị nha. Dạ.